Rồi xin chào quý anh em mến kênh Bộ Sai BN. Thì tiếp tục chiều nay mình sẽ chia sẻ tiếp một cái clip về cái phôi hải châu. Trong cái quá trình chúng ta hoàn thiện xong các cái bước rồi bắt đầu chúng ta tiến hành chúng ta làm tây chi như thế nào. Thì giới thiệu với quý anh em đây một cái cây đã được, nếu mà mình tính về cái độ tuổi của nó đến tay xương của nó, từ lúc mà lấy phôi đến gì cái xương dâm nó đã hơn 3 năm rồi. Tính mà từ lúc phôi của nó thì sống hình đến ép chậu đến vô đất Nhật như thế này nè. Cây okay, của khách của anh Tiến ở cộng 7 Quỳnh Vinh Thanh Trì Hà Nội anh đang gửi mình làm cho anh á. Thì đó mình đang đặt xương là quý anh em thấy nè. Thì đến cái thời điểm hiện tại đến bây giờ mình tính luôn đó, thì cái giới hạn của nó là đã được 5 năm anh em ha. Từ cái lúc mà những cái đoạn cắt này, nuôi những cái đoạn cắt này, nuôi những cái con này, đến cái thời điểm mà cái thân ở bằng này cắt giật như thế này, thì tính từ lúc phôi được luôn đó, thì nó gần là 4 năm rưỡi đến 5 năm ha anh em, trong cái khoảng thời gian đó. Đó. Thì bắt đầu là đăng đế năng đồ lên, thì bắt đầu bây giờ là mình sẽ tiến hành mình nuôi dưỡng thêm và nó sẽ cho cái thu hoạch quả anh em ha. Nó đã có quả, cái đầu là mình lặt đó. Thì từ một cái cây bắt đầu chuyển sang giai đoạn thành phẩm mà nuôi giặt, thì nó sẽ qua cái giai đoạn là giai đoạn phôi. Cái giai đoạn phôi lúc trước, cái video anh em xem lúc trước cách đây mấy hôm á, thì cái video trước á, thì từ lúc mà chúng ta lấy một cái phôi về chúng ta trồng cho đến lúc mà chúng ta tiến hành chúng ta xử lý nó, thì nó sẽ hơn khoảng cỡ khoảng 12-13 tháng đó. Nhưng có những cái cây như thế này nè, những cái cây gốc lớn này nè, nó sinh trưởng rất là chậm so với những cây gốc nhỏ đó. Hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái cây gốc lớn anh em ha. Cái gốc này là cái gốc hàng đảo Vinh nha quý anh em, hàng đảo Vinh nha. Bông trái của cái cây này nó phơi lắm quý anh em, nếu mà anh em mình thấy nó rất là phơi luôn đó. Cái cây dòng này, cái dòng Chusuri đá kim này, anh em coi cái đọt lá nó nè, anh em thấy chưa, nó bí tí thôi nha quý anh em, đều nó sung á, nó ra nó dài chút cho nên nó bí tí thôi, chứ nó không có dè anh em coi nè. Đây là cái cây mình thẻ rong anh em hiểu không, mình thẻ rong nó tuột đọt lên. Cái dòng này dòng của búp sen nha quý anh em, nó dè này sáng xinh đẹp lắm. Cái trái của nó hôm trước rất là nhiều luôn, trái của nó ra rất là sai luôn. Cái phôi này nè, cái phôi lớn này nè, nó lại trồng á, nó lại không phải là 13-12 tháng y như những cái phôi nho nhỏ như thế này nha quý anh em. Đây, nho nhỏ như thế này nè, nho nhỏ như thế này. Thì 12-13 tháng thì bắt đầu mình vô thiếp, mình làm bonsai mini, mình làm đơn giản y như những cái cây mà kia. Anh em ha, những cái cây của anh Tiến kìa. Thì nó trong cái khoảng thời gian là 12-13 tháng. Đó, mình phải nói để kỹ để anh em biết, để anh em làm nha. Như những cái phôi này, 12-13 tháng này, anh em thấy nó đột, nó dài lên tới đây. Từ đầu chúng ta đưa thiết chúng ta làm. Ngược lại những cây mà nó bự, nó to cái thân, nó phải nuôi, anh em nuôi là hơn 2 năm, đến 2 năm rưỡi bắt đầu chúng ta tiến hành chúng ta làm phôi. Lý do rất là đơn giản ở chỗ là cái mặt cắt nó lớn này. Cái mặt cắt này nó rất là lớn, có nghĩa là lúc mà anh em tưởng tượng ra cái cây này nó cao lắm. Nó cao khoảng cỡ một chút xíu, nên nó khoảng 30-40 phân. Sau đó là bonsai viên mới cắt cái mặt đây anh em ha, cắt cái mặt này nữa, có nghĩa là chúng ta tiến hành chúng ta thẻ thêm một lần. Bởi vì là khi chúng ta lấy cái phôi lớn về, cái hiện tượng của nó là ưa bị chết một chút, có nghĩa là nó ưa bị chết một chút, nó chết cái phần trên đầu một khúc nha quý anh em, rất là khó. Có nghĩa là mình lấy rất là dài nhưng mà cái cây nó sẽ chết một tí nữa anh em ha, một tí. Và nuôi là cái phôi càng lớn, cái thân càng lớn này nè, thì những cái tay cành của mạch dẫn của nó chúng ta nuôi rất là khó khăn. Bởi vì là nếu chúng ta nuôi ví dụ như cái mạch này cắt đi, cái khả năng chỗ này nó bỏ với anh em, nó chết. Bởi vì cái anh em hiểu là cái gốc phôi nó càng lớn đó, càng to đó với anh em. Này cái hòn nó anh em thấy không, đo nè, đo cái hòn này cho trăm đó. Cái phôi nó càng lớn á thì cái mạch dẫn nó từ đường này lên nè, nó ưa bị bỏ lắm, nên anh em phải giữ cho kỹ nè anh em ha, giữ mạch cho kỹ đó. Phải nuôi 2 năm mấy, nuôi gấp đôi. Cái phôi càng to thì chúng ta nuôi nó càng khó, có nghĩa là cái mặt cắt nó lớn, cái mặt nước dẫn lên đây nè, nó rất là khó. Anh em không biết nha, anh em không biết lặt cái đây bỏ đi là nó bỏ chỗ đây, nó khô cái phần da đây, từ chỗ đây nè anh em thấy nó liền ở ngồi rừng, nó liền nè anh em ha, cái lụa thiếp của nó ngồi rừng nó liền lên đây nè, anh em thấy liền không, cắt đây mở cái coi, bỏ đây chết liền. Nên cái phôi này nuôi rất là khó khăn đó. Cái này là anh em thấy cái này là giống như là mình mới trồng mà 12-13 tháng, nhưng mà thiệt ra nó đã gần 2-2.5 năm rồi vẫn chưa làm. Đó là mình chuẩn bị, mình sẽ làm trong một vài ngày tới anh em ha.
Thì anh để nói đến cái độ khó của những cây phôi lớn, tại sao những cây phôi lớn nó mắc tiền hơn những cây phôi nhỏ nhỏ một chút là lý do là vậy. Đó, là cây này zin không ghép. Thì bắt đầu là cắt một lớp rồi, cắt trước một lớp rồi bắt đầu nuôi lại một một gần một năm nó mới ra đến cái đợt từ hôm nay chúng ta tiến hành chúng ta làm. Nó dè lắm nên nó để có bông có hoa, anh em thấy chưa? Rồi nó để có đầu quả đầu đồ đầu trái mình cắt hết rồi. Đó. Rồi sau này nó đang nằm trong đất cát nè, chúng ta làm ngược lại, nó nằm trong đất cát. Chúng ta làm tay chi xong hết, hoàn thiện thành phẩm, bắt đầu cái chậu này một chúng ta lấy được, chúng ta lấy không lấy chúng ta đập bỏ chậu xi măng này, đập bỏ luôn. Rồi chúng ta rửa nó, chúng ta tiến hành chúng ta chuyển cho đất Nhật thì mới đến về tay anh em chơi. Cái quá trình làm cái cây phôi này anh em cứ theo dõi nha. Nó phải mất tầm 4 năm nữa. 4 năm nữa mới có một cái dàn xương tây, mới có một cái tây tàng nghệ thuật, gọi là nghệ thuật demo. Rồi 4 năm nữa vẫn là nuôi thêm thôi, demo thôi. Rất là lâu. Cái quá trình làm một cái cây phôi lớn nó cực kỳ khó nhằn hơn như với cái phôi này. Anh em, cái phôi này mình làm mất 7 năm nha. Cái này là phôi hồi lúc trước mua phôi về mình làm, không phải hàng nhập vườn đâu. Làm đến bây giờ nè, cắt những cái theo ý muốn mình đến để bây giờ nó ra được khô vẻ như thế này, nó mất 7 năm tuổi, không đua được đâu. Rất là khó khăn. Từ cái phôi dây này về, cắt những đoạn này, nuôi lên cắt những đoạn này, nuôi tay nuôi chi, nó mất 7 năm. Là những cái hàng đời đầu. Nó rất là lâu năm. Và những cái phôi nhỏ như thế này nè, đây là mua hàng nhập của người ta về. Như cái phôi này anh em, phôi này là hàng nhập của anh em ở ngoài mình quen á, người ta đã nuôi cái phôi này á đã hơn 4 năm rưỡi rồi. Bây giờ bắt đầu về mình nuôi thêm, nó vẫn còn giữ thép, anh em thấy nó rất là to. Cái cây càng to nuôi càng khó nha anh em, mà càng to mà gốc duyên như thế này hiện tại bây giờ anh em tìm rất là căng, nhưng gốc duyên như thế này rất là mắc anh em, rất mắc. Ngày xưa là mình mua cái phôi cũng rất là mắc. Ngày xưa mình mua cái phôi này cách đây 4 năm rưỡi, ngày xưa mình mua cái phôi này 4 triệu anh em. Nó to, nó cao lắm, nó cao có khoảng 30-40 phân. Nó bắt đầu về mình nuôi dần, bắt đầu mình cắt ra, mình chuyển ra, mình trồng lên anh em ha. Nó không bỏ mạch, không gì hết, cái phôi này đó. Mà mình mua là mua hàng đảo nha, không có phải cái hàng vớ vẩn là không chơi nha đó. Anh em thấy không, những cái cây zin của nó này, anh em nhìn nè, không thể nào lừa dối được anh em được anh em ha. Không thể nào nói là cây này là zin, dưới này lá nó to ghép, mình không chơi ghép đó. Thì cái đó, cái quy trình để nói, để chia sẻ với anh em mình biết được cái quy trình nó rất là khó khăn trong cái việc mà chúng ta nuôi một cái phôi hải châu, cực kỳ khó khăn. Không phải dễ ăn tiền cây hải châu của quý anh em mình nha, nó cực kỳ gian nan trong cái quá trình chúng ta làm từ một cái cây phôi lên một cái cây thành phẩm, nó mất thời gian rất là lâu và rất là khó khăn. Mình còn làm giữ những cái phôi này, những phôi kỷ niệm đời đầu. Cảm ơn quý anh em nhu cầu tư vấn về cách làm phôi là chúng ta không có lặt lá nữa nha quý anh em, lặt lá nó bỏ tay chi đấy, nên là không có lặt lá làm phôi. Trong cái quá trình của mình làm phôi thì anh em tư vấn, anh em cần nhu cầu tư vấn giao dịch gì đó alo về số điện thoại gọi trực tiếp hoặc là Zalo hoặc là Viber, số điện thoại là 0932411987 nha quý anh em. Nay mình rảnh rỗi mình chia sẻ những cái kỹ thuật. Đây, cảm ơn quý anh em rất nhiều.